Vâng, xin chào tất cả anh em chơi Leo toàn quốc. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Lim Phạm Audio, kênh chính thức chuyên review hàng bãi tuyển chọn của bên em. Và như thường lệ, anh em nhớ like như đăng ký kênh để luôn nhận được những video đều nhất trên kênh chính thức này. Xin được cảm ơn tất cả anh em. Và hôm nay, sau em lại tiếp tục đưa đến cho anh em một con hàm Pioneer dòng receiver, đó chính là Pioneer SX850, một trong những dòng âm ly stereo rất là nổi tiếng và chuyên dùng để chơi những cặp loa như mắt cáo cổ và JBL và rất nhiều những dòng loa khác, vì công suất của con này lên rất là cao, là 470W khi sử dụng là 8 sò sắt Toshiba chữ đỏ. Và hàng này là hàng đấu eBay của em nên là anh em có thể chiếm ngưỡng về hình thức. Hàng xuất sắc tuyển chọn thì chắc chắn là thứ nhất là nguyên bản là cái đầu tiên, và cái thứ hai là hình thức đẹp, thì anh em có thể chiếm ngưỡng qua khi em quay trực tiếp và quay sát như này. Toàn bộ mặt nhôm phay, không có một vết xước, không có một cái cấn nhỏ nào cả. Và thứ hai là tất cả các núm nút đều sáng bóng sạch sẽ, cũng không thể có xước được. Đây anh em nhìn từ mọi góc độ, chiếc âm ly đẹp được đánh giá chính xác đó là hình thức hay chính là mặt phía trước đã, rồi đấy ruột gan của máy. Đây cũng là vỏ gỗ zin anh em nhé, đây là vỏ gỗ zin còn chưa phải qua spa hay là túc tát gì cả. Đấy anh em nhìn vỏ zin đấy, vỏ zin thì tất cả những cái đường vân gỗ này nhìn rất là thật, còn nếu mà tút qua thì với cả vấn đề túc tát thì vẫn là bình thường, nhưng mà zin thì nó vẫn hơn và nó có cái độ nổi vân lên rất là chi tiết. Và giới thiệu qua về những cái tính năng của SX850 thì là đây là on off power của chiêm ly, đây là hai cầu A và B, và loa này đánh cho hai cầu A và B riêng biệt. Đây là hai núm chỉnh bát và chép. Và tất cả các cổng các đường ăn chơi nó nằm ở đây. AM, FM, phono, aux. Như những dòng receiver thường khác. Ở đây núm chỉnh volume, ba lăng cũng như là lau nớt và stereo, hay là hai đường mono và stereo đây. Nhìn sơ qua một chiếc âm ly có thể nói là độ bày nhìn con này nhìn rất là gấu, với size mặt lên thì tầm khoảng 55 gần 60, xuất sắc. Thì sau đây sẽ mời anh em trải nghiệm về chất âm của chiếc âm ly này khi phối ghép với cả là âm ly Pioneer 88A. Lỡ xa vào đôi mắt em,
trần tay trắng tay. Trời đông ngại gió lùa vai gầy, lầu kín trăng về không lối chiếu, gã cao ngàn niềm yêu thì thôi mơ ước chi được trải nghiệm bộ âm thanh này qua ca sĩ Hoàng Oanh. Và với chiếc âm ly Pioneer SX 850 đẹp xuất sắc như này, anh em nào yêu thích và muốn sở hữu có thể liên hệ trực tiếp để đặt hàng qua số điện thoại của em là 0908 325 337. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.